Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn. Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, đứa nào mà để cái tháo nước ngay đây gài bẫy tao vậy? Hả? Đứa nào vậy? Ủa tía, tía dậy rồi hả tía? Đứa nào mà gài bẫy tao tùm lum, để tháo nước tùm lum giống như keo dán chuột vậy? Hả? Dạ con đó tía. Mày làm gì vậy? Dạ thì thầy phong thủy nói để mấy cái chậu nước với thao nước giữa nhà nó mới tụ tài. Thầy nào nói vậy? Dạ thầy phong thủy thằng Ba Lít đó tiếng. Trời Phật ơi, cái thằng Ba Lít mày kêu nó bằng thầy hả? Ai nói mày nói thầy? Tối ngày ăn nhậu có ra gì đâu mà thầy phong thủy. Dẹp hết cho tao à. Dạ chung hồi con dẹp. Tao nói nửa chút cũng không nữa, dẹp liền bây giờ nè. Tao đi một chút tao về còn tao đập chết á. Khùng điên gì không, tự nhiên người thao nước để tùm lum tà la. Nó tụ tài. Tụ gì đó mà tụ? Nó dẹp luôn à. Vì thuyết tình.